47. Bất chấp mang tiếng đầu tư thất bại, thần vương đã dành hàng trăm triệu thần lực để tạo ra cơ hội cho chúng ta tổ chức buổi lễ này. Hợp đồng này chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Giờ đã đến, chúng ta hãy bắt đầu buổi lễ đi. Thành công rồi. Chúng ta thật sự đã thành công trong việc chạm vào phong ấn do nền văn minh thần hà để lại. Trên mạng có thông tin cho rằng á, dự án nghiên cứu về tàn tích thần hà đã bị bỏ hôn và phong ấn lại vì hệ số rủi ro của nó là quá cao. Có vẻ như thần vương mà họ đang nói đến đang công khai làm việc tại một cái trang trại nuôi dưỡng biến dị thú, rồi âm thầm ở đây bí mật nghiên cứu một nghi thức để mở khóa phong ấn. May mắn thay, có những hạn chế trong di tích thần hà, nhưng dạng sống không quá 10 điểm sinh mệnh thế mới có thể vào được mà thôi. Nếu thần vương mà không vào được, chẳng phải điều đó sẽ tiện cho mình sao? Miễn vậy chi nghiên của văn minh thần hà đang giải phong ấn. Tới rồi, tới rồi. Cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện người phong ấn không phải là siêu chiến binh của nền văn minh thần hà. Nhận thấy các kỹ xâm nhập việc loại bỏ phong ấn đã tạm dừng. Kích hoạt chế độ chống trộm và phóng thích thú đột biến cấp 6 Gomora. Kích hoạt mô thức bị cản trở. Biến dị chi nghiên bị buộc phải tách ra khỏi cái phong ấn và hiện đang là trấn áp. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Xin chào nhóm người chơi thần vật đáng yêu. Ta tên là biến dị chi nghiên. Đã cảm ơn các người đã làm suy yếu phong ấn cho ta và giúp ta thoát ra. Ta quyết định tặng các ngươi một món quà. Đó là trở thành cầu nối của ta. Tuy nhiên chỉ có một người có thể may mắn trở thành người cầu nối của ta. Ai trong số các bạn có thể được vinh dự này nhỉ? Ai? Là ai hả? Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỏ nhỉ? Nội dung của minigame là nuôi dưỡng một biến dị thú có thể đánh bại trục diện biến dị thú cấp 6 Gamora. Mỗi người được giới hạn là một vạn đơn vị quận phóng xạ có độ tinh khiết cao. Hãy sử dụng quyền tộc của các ngươi làm đối tượng thử nghiệm. Ai hoàn thành trước sẽ may mắn được làm người cầu nối của ta. Ta không có hứng thú làm người vận chuyển nhảm nhí đó. Nếu ngươi không để ta rời đi, ta sẽ thả những cái quyến tộc ở trong thần vực và sang phẳng cái nơi này. Chuyện gì thế này? Sao không thể liên lạc với thần vực được chứ? Ngươi bảo phiếu trắng đầu tiên xuất hiện. Biến dị thú cấp 6 Gamoru. Cái đó. Bản thân tôi không thể liên lạc với thần vực cả. Tôi không thích triệu hoán được quyến tộc. Hắn ta là ai thế? Hắn liếm vào đây từ bao giờ? Này nhóc, tất nhiên là tôi sẽ không làm cậu thất vọng rồi. Mẹ kia, chỉ có thể tiến vào quyến tộc, đi không được, trốn không được. 3 tiếng sau, không hay rồi. Hầu hết, quyến tộc của tôi đều chết sau khi ăn cái quận phóng xạ có độ tinh khiết cao. Và chỉ có 10% ở trong số bọn chúng có cái sự cải thiện sức mạnh một chút. Còn mấy người thì sao? Số quyến tộc của tôi còn sống. Chỉ còn có 2 phần mà thôi. Tôi cũng thế. Mấy phân hủy thật sự là một kho báu đó. Nó có phân hủy khoảng 6.000 tên thợ bức xạ có độ tinh khiết cao. Chỉ cần hy sinh 100 triệu con châu chấu mới có thể đào tạo ra một bảo bối như thế này. Biến dị thú cấp 3. Sức mạnh nó phục hồi siêu mạnh. Đại cường nó không chết đâu, dựa vào người đó cường ca à. Đừng có khách sáo, ăn nhiều một chút nhé. 3 tháng sau. Trời ạ, hắn ta vậy mà lại thành công rồi sao? Đó là quái vật gì thế? Châu chấu biến dị thú cấp 6. Gamora thử nghiệm đi. Cái gì? Kẻ thua cuộc không đáng được sống. Cứ mạng với, tôi không muốn chết. Đến lượt ngươi rồi đó.